Chào bà con. Hiện tại trạm y tế đang ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì theo anh chàng này đi bắt chuột. Mà bà con tham quan ruộng lúa mình mong nha. Đây là thu hoạch rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, qua đây. Rút qua cái chuột. Đây là con DC bị mui. Mệt quá, mệt quá. Lên bờ đi cho nó khỏe, cho nó khỏe dậu à. Mệt vậy. Wow. Mệt quá bà con ơi. Dạ. Mệt. Lâu lâu rồi đi xuống ruộng mệt. Mở. Đây bị hở té mà. Wow. Mà đi tư. Hả? Chắc xác đâu? Mập chết rồi. Chắc xác trong nhà nè. Đâu? Bơi mới mới chắc xác trong nhà. Ruộng của con nào? Ruộng nào? Dạ. Lần đầu đó. Wow. Cũng có luôn. Wow. Ồ, dữ quá. Wow. Con này đi xe máy. Khoan khoan đấy con, để như con này cũng đi xe máy. Đi xe 93. Trước đi chơi, dừng tư đi quay cái con này cho được.
Này là con Kubota DC 93. Rồi, ngộ quá. Quá lớn hả bà con? DC 93 mới toanh luôn ta. Mời bà con xem con DC 93 nha bà con, dữ thiệt. Ấy đi tao quay phim cái con này cái. Chạy quá lẹ bà con, lớn nữa. Chạy dữ quá. Con này dữ vậy. Ê, có dễ. Vậy? Dễ. Đi nào vậy? Đó rồi hả? Coi nào đầu chuột nó ra nè con. Không có. Vậy 5G không có con. Để tính thôi đi bắt chim nha, chim cho nó quá.
có gì nằm ngủ về dài chục. Đâu tiêu vậy? Đâu tiêu vậy? Chị Tư chuồng chay hay kìa. Thôi cảm ơn bà con xem video này, hẹn bà con ở video kế tiếp nha bà con.